Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và hôm nay tôi sẽ làm một video clip về John. Thì các bạn cũng thấy trên tay tôi khá là nhiều trái coca. Đây là coca mà tôi đã mua từ rất lâu rồi để quay. Cũng quay clip John luôn nhưng mà lần đây bị fail không quay. Và thế là cái đống coca này nó được để khá là lâu ở trong nhà, không có gì làm. Cho nên là tôi đang suy nghĩ là tôi có đem John không. Mà hôm bữa tôi đã John một cái video clip ở nhà là cúp điện, nó fail quá các bạn ơi. Lâu quá không trôi, xong bây giờ trôi lại cái ai cũng biết trơn. Nó fail, mà nó fail một cách không có diễn tả được. Kiểu nói chung là nó cực kỳ fail. Thế nên là hôm nay tôi thiết nghĩ trong nhà này tôi sẽ trôi người nào nó nhỏ hơn tôi. Nó vô tim sao cho nên là nó sẽ ngây thơ. Nó ngây thơ hơn không? Nó không có độc như là mấy người kia làm tí là biết hết. Cho nên là lần này tôi sẽ trôi. Đó chính là con Chuppy. Và các bạn cũng biết là cái đống coca này hiện tại đây có 4 lốc coca. Mà mỗi lốc có 6 bình môn thì bình này nó cũng to như thế này. Rất là uổng khi không uống được. Do là ở đây nó có hạn sử dụng là ngày 18 tháng 2 năm 2019. Có lẽ là bây giờ là tháng 5. Hết hạn 3 tháng rồi. Nó đã hết hạn rồi cho nên tôi không thể nào uống được nữa. Mà để không thì nó quá chật nhà. Cho nên là bây giờ tôi sẽ làm lại cái trò mà hồi trước ông Caro, ông quăng tôi vô bồn tắm. Tôi cũng sẽ làm lại như vậy y chang với con Chuppy. Trong nhà này tôi đâu có cho ra được nữa đâu, tôi còn có một mình nó à, cho nên là ok. Ta sẽ cho mày Chuppy à. Bây giờ mình sẽ đem tất cả cái đống coca này đi vào bên trong để mà đổ ra hết. Đống coca hết hạn. Hết hạn tắm chắc không sao đâu. It's ok. Chết ta. Và đây là bồn tắm 5 sao của chị Uy. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ tịch thu cái nhà tắm này và tôi trôn của Chuppy. Trôn nó trong một cái bồn tắm 5 sao thì quả thật của Chuppy nó sung sướng. Nó được tôi đầu tư hẳn một cái bồn tắm 5 sao cho nó. Yes. Bây giờ tôi sẽ đổ tất cả những lon. Cái này gọi là cái chai không? Tất cả những chai coca hết hạn này. Ây da, một mình tôi sẽ đổ chắc là sẽ ít lắm. Lo lắm. Hiếu à, chưa đổ chung. Ôi nó hết hạn mà nó còn nhiều ga phết. Thì ga mà em. Ê giờ nó hết hạn nó không hết ga luôn hả? Không hết hạn đâu. Ga nó diễn diễn gì. Chị nhờ bảo em cái quà để phục tới nha. Mày tắm không?
tao thiệt lợi sao là vậy rồi đó. Làm gì tự nhiên tắm rồi cái lửa ở trên mặt là tắm trắng thiệt thể đó. Cái này phải tắm trắng, cái này gọi là tắm thảo mộc. Thảo mộc ừ. Là làm từ gì chị? Tao mới vừa lên núi. Mày lại sau lưng một Đức Khải. Tao lên núi tao lượm mấy cái sau lưng Đức Khải là sông hả? Chứ thật ra tao lượm ở dưới đất. Hả? Đúng không? Thảo mộc gì chị kể đi. Em cứ là nhân tạo. Là nhân tạo thì gì? Thì mày có biết tao đã kêu có thảo mộc cái gì xanh chuối nắng. Xanh chuối nắng cái là tên nghe kỳ cục vậy. Ủa thì bây giờ là thảo dược mày không biết thì thôi. Nhưng mà nó làm từ cái gì, nó có tác dụng gì? Nó là nè cái gì, cái đầu tiên là cái gì đó kích thích vùng sáng, tạo vùng sáng, tái tạo vùng da bị hư tổn. Nhưng mà em không có hư tổn. Trên ướt áo em sao? Ừ nhưng mà là sợ ướt. Ui cái gì vậy? Em tụi mà cái gì thế? Mày đâu có cái gì mà đó? Chớ cái gì nè? Cái đó là cái để người ta nhịn lại cho nước đừng có rớt xuống. Ủa trên bồn. Cái này trên bồn tắm. Đừng đứng qua đây chứ. Đứng qua đây. Đứng qua tới nè. Quay người lại. Tao thấy nè. Trơn. Bây giờ mày từ từ mày ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Mùi này quen quen nhưng mùi chị bảo mùi này thảo mộc nhưng em ngửi nó mùi coca mà.
cảm nhận của Trúc Vy tắm thảo mộc nào Trúc Vy thì quá ngọt quá. Tắm thảo mộc thích không Trúc Vy? Thì lắm ơi. Tao nói cho mày nghe, cái này là thôi có cái gì mày. Nhớ nhấn chuông để nhận thông báo sớm nhất nha. Bye bye.